Xin chào, mình là Thạch Trang, chào mừng mọi người đến với vlog của tuần này. Hôm nay là một ngày giữa tuần và tự nhiên mình được nghỉ học. Nên là mình quyết định mình sẽ dành nguyên một ngày hôm nay cho bản thân mình và chỉ một mình thôi. Cái đợt vừa rồi nếu mọi người theo dõi mình thì mọi người sẽ biết là mình có một chút vấn đề. Thế nên là mình cảm thấy mình hơi bị bỏ bê bản thân, mình rất là xấu, mình rất là gầy. Một mặt mình rất nhiều mụn, mọi người có thể nhìn thấy mụn đầy ở trên mặt như này. Quyết định hôm nay mình sẽ dành nguyên một ngày để chăm sóc bản thân, take myself out on a date, chiều chuộng bản thân một chút. Thì đó là kế hoạch của ngày hôm nay. Thế nhưng mà trước hết thì mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì 500.000 sub. Tâm sự một chút nhá, tại vì lúc đầu mình nghĩ là khi mà mình đạt được 500.000 sub ấy, mình sẽ rất là vui, mình sẽ kiểu phát điên lên, tổ chức cái kia. Thế nhưng mà thật sự lúc mà một buổi sáng mình ngủ dậy, có một bạn nhắn mình là ê Trang ơi, được 500.000 sub rồi này, mình cảm thấy kiểu ok, 500.000 sub. Tại vì, mình nghĩ tại vì là mỗi ngày ấy, kiểu mỗi ngày chúng mình nói chuyện với nhau, làm vlog các thứ, mọi người nhắn tin cho mình rất là nhiều, mọi người kiểu yêu thương mình rất là nhiều ấy. Thế nên là mình nghĩ cái tình cảm mỗi ngày đấy nó lớn hơn rất nhiều so với cái 500.000 sub. Cái 500.000 sub nó chỉ là một con số thôi ấy. Nhưng mà đương nhiên là vẫn vui bởi vì là mình đã hứa mọi người 500.000 sub thì mình sẽ về Việt Nam chơi với mọi người. Bây giờ mình đang ở giữa kỳ học, thế nên là mình không thể một phát về ngay được. Tháng 8, đầu tháng 8 hoặc giữa tháng 8 thì mình sẽ về và chúng mình sẽ gặp nhau. Đó là về câu chuyện 500.000 sub. Bây giờ thì mình sẽ get ready, xong rồi chúng mình sẽ đi chơi với nhau. Mình giữ môi bằng cái kem mắt này của Estee Lauder. Khi mà mình muốn môi của mình kiểu nó mịn, nó kiểu mềm mà nó không bị nhầy nhụa son dưỡng ấy, thì mình sẽ giữ môi bằng cái này. Sau đấy thì mình sẽ đánh thêm một cái son dưỡng này nữa của Avène. Dạo này Mercy mới gửi cho mình một vài cái đôi trang điểm mới. Và mình lần đầu tiên trong đời mình dùng cushion mọi người ạ. Mình cảm thấy rất là thích. Nhưng mà chỉ là để kiểu che phủ nhẹ một chút những cái khuyết điểm của mình thôi, chứ mình không đánh khắp mặt. Mình nhận thấy nhá, là nếu như mà chúng mình kiểu cho cái khuyết điểm hoặc là phủ phấn vào cái phần cánh mũi này, thì khi mà mình chụp ảnh hoặc là khi mà người khác nhìn vào mặt mình ấy, cái cánh mũi của mình nó sẽ nhỏ lại. Bởi vì nếu như chúng mình không phủ phấn hai bên cánh mũi thì nó sẽ kiểu hằn hai cánh mũi rất là rõ ấy. Thế nên là tự nhiên nhìn nó bị to ra. Thế nên là nếu mà mọi người phủ phấn mịn vào trong này thì mũi của mọi người sẽ nhỏ lại. Sau khi phủ phấn xong thì mình sẽ chải lại cái lông mày để cho nó đỡ bị phấn ở trong lông mày. Ok, thế là đã xong phần nền rồi. Bình thường thì mình cũng chỉ che khuyết điểm này cho cái mặt mình nó được đều màu, sau đó thì là kẻ mắt đánh môi và đánh má, thế là xong thôi. Thì hôm nay mình sẽ trang điểm bằng cái bộ sưu tập mới tím lịm này của Mercy. Bộ sưu tập lần này của Mercy tên là Soft Touch Collection, bao gồm Soft Touch Lip Tint 6 màu son kem lì, Stick Shadow 3 màu nhũ mắt và Liquid Blusher 3 màu má kem. Đầu tiên là mình sẽ dùng Liquid Blusher cho má. Mình dùng màu SB3 Classic Peach tông đào cổ điển. Sau đó thì mình sẽ đánh màu SB1 là Cozy Rose Beige, cánh hồng khô tự nhiên vào giữa và tán đều ra. Như thế thì sẽ tạo được cái hiệu ứng loang màu ở trên má trông rất là tự nhiên. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái bút kẻ mắt của Mercy. Cái bút kẻ mắt này màu nâu, cái sợi kẻ mắt của nó rất là mảnh và kẻ kiểu rất là chính xác và chi tiết luôn ý, rất là dễ kẻ, thế nên là mọi người nên tham khảo cái bút kẻ mắt này nha. Kẻ mắt xong thì mình sẽ nhấn thêm một chút nhũ lấp lánh bằng cái Soft Touch Stick Shadow. Màu mà mình chọn ngày hôm nay là màu SS1 Over Crystal. Ok, bây giờ sẽ đến bước quan trọng nhất, đấy là mình sẽ swatch cho mọi người 3 màu son mình yêu thích nhất trong bộ sưu tập lần này. Màu đầu tiên đấy là màu SL5 Uncovered Taupe. Màu này là một cái màu nâu nude rất là quyến rũ. Và đối với mình thì nó là một cái màu NLBB rất là tự nhiên luôn. Khi mà đánh lên thì nó rất là thật môi và trông nó không bị xỉn da một chút nào cả. Mình chỉ cần đánh thêm một chút má hồng và thế là xong rồi. Và nó cũng rất thích hợp để mọi người đánh tràn viền môi, khiến kiểu hack cho môi nó to ra ấy. Màu tiếp theo mà mình sẽ swatch là màu SL6 Smoking Wood. Đây là một cái màu nâu gỗ trầm lạnh và nó có ánh cam, nó kiểu nâu nâu cam cam, nhìn rất là cá tính luôn. Nhìn màu son này rất là lạ, thế nhưng mà đánh lên lại rất là sáng da. Và cái chất son của cả dòng son này ấy, thì mình thấy là nó là một cái chất son kem lì khá là nhẹ môi, thế nhưng mà lên màu rất là chuẩn và là mờ rãnh môi rất là tốt. Thế nên là mình rất là ưng cái chất son của cái dòng son này.
Và màu cuối cùng lọt vào top 3 lần này đấy chính là màu SL2 Sangria, màu đỏ rượu vang ánh tím. Đây là một cái màu mà mình ít khi đánh, màu kiểu đỏ ánh tím. Thế nhưng mà khi mình đánh cái màu này lên ấy, mình rất là bất ngờ, nhìn kiểu mặt sáng bừng luôn và trông rất là ngọt ngào, rất là xinh, rất là sang. Mình rất là thích màu này. Hôm trước lúc mà mình chụp ảnh cho Mercy ấy, thì mình đã chụp cái màu số 5 và số 6 đánh chung với nhau rồi. Và hai màu đấy mình cũng thấy rất là tây. Nhưng mà cái màu này nó kiểu, nó khiến mình trông rất là kiểu châu Á và trông rất là kiểu, nó có xinh xinh kiểu gì ấy, tôn da ấy mọi người. Mình rất là thích màu này. Ok, thế là đã xong phần make up rồi. Bây giờ chúng mình sẽ lên đồ và đi ra khỏi nhà thôi. Mọi người thấy là từ lúc mình quay cái này đến lúc bây giờ mình cứ ngồi từ kia mình dịch dần ra đây. Nắng đi đến đâu mình đi đến đấy. Bây giờ sắp hết nắng rồi, thế nên là chúng mình sẽ lên đồ và đi ra khỏi nhà thôi. Ok, đi thôi. Mọi người, sau khi mình lên đồ xong thì mình thấy là cái màu son nó không hợp lắm với cái bộ đồ này. Thế nên là mình sẽ đánh màu SL5 cho nó tê, trông hợp lý hơn đúng không mọi người? Trông hợp với cái bộ này hơn, trông tê hơn. Mình thấy là cái màu son kia thì nó rất là đẹp, nhưng mà nó sẽ hợp với kiểu như là tiệc tối chẳng hạn, uống rượu vang các thứ này, nó sẽ hợp với cái màu đấy hơn. Còn ban ngày thì mình sẽ dùng màu này. Trời, màu này nó đẹp lắm luôn ý. Mọi người nhìn thấy nó là một cái màu nude MLBB mà nó rất là tự nhiên và nó rất là tôn da, nó rất là tê. Cái chất son nó rất là mỏng, rất là thật môi, mình rất là thích. Ok, đi thôi, không có hết ngày mất ở nhà chuẩn bị hết ngày. Let's go. I don't mind, you're fine. I could give a fuck in my whole life. Hello mọi người, tôi vừa mới ăn trưa trong lúc đợi tàu, ăn bánh với cả uống nước. Và màu son nó vẫn kiểu không di chuyển gì mấy. Thì hôm nay tôi có mang xe đạp theo, tại vì là tôi là một đứa rất là không đeo được đồ nặng ấy mọi người. Thích đi ra ngoài, thích mang nhiều đồ mà không đeo được. Thế nên là mang xe đạp đi thì kiểu có một cái giỏ ở đây ấy, xong cứ đẩy qua đẩy lại nó đỡ mỏi vai hơn. Thì tôi có rất nhiều thứ cho mọi người xem. Đây là tiết mục What's in my giỏ xe đạp. Có một cái túi nè, trong này thì có ví, có khẩu trang, có dây sạc. Ở đây thì có bánh và nước, xong rồi có điện thoại, có tai nghe. Có một cái túi khác nữa để các thứ dụng cụ máy ảnh. Và cái máy ảnh này, và chìa khóa nhà này, nói chung là trong cái rổ này. Tất cả mọi thứ mà tôi không phải đeo ở trên vai. Yes. Hello mọi người, mình đã đến Frankfurt rồi đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi mua sắm đầu tiên. Mình sẽ đi loanh quanh được khu phố mua sắm chính ở đây và vào tất cả những cửa hàng mà mình thích, tại vì mình đi của mình mà. Let's go, đầu tiên là Muji. Có rất nhiều bạn hỏi là cái ba lô của mình mua ở đâu, thì đây, đây chính là nó mình mua của Muji, cái màu trắng. Mọi người, mình vừa mua một cái kem tay ở trong đấy. Kiểu đấy người ta không để giá, xong rồi mình nghĩ là ok, kem tay thì chắc là cũng không đến mức. Kem tay này 30 on mọi người ạ, 27 on. Giá cả ngang ngược dã man. Vào trong quán này, không biết mọi người nhớ quán này không, nhưng hồi xưa mình làm một cái video đi trip đồ ở Frankfurt và mình vào đây để mình haul đồ. Nhưng mà có vẻ là người ta đang nhảy nhót gì đó trong đấy, thế nên là mình sẽ sang quán này. Yeah.
Ngay sau khi ăn bingsu xong thì mình đi dọc cái phố đấy và mình tìm thấy một quán tên là Dining Room. Và cái quán này nó đẹp dã man luôn ấy. Mình hơi tiếc bởi vì là không vào đấy mà lại vào ăn bingsu. Sau đó thì mình định vào một vài phòng tranh, thế nhưng mà hôm nay không hiểu sao tất cả các phòng tranh đều đóng cửa hết. Thế nên là mình không vào được, mình chỉ đứng ở ngoài xem nữa thôi. Thì mình vào một cái kiểu như là concept store ở ngay trên cái phố đấy thôi. Và mình xem đĩa nhạc, mua được một cái băng cassette. Ta-da, đây là view của mình. Hôm nay thì trời không nắng lắm, có vẻ nếu như mà tí nữa về muộn thì nó sẽ mưa. Thế nhưng mà không sao hết, mình sẽ ngồi quay nhanh cái hall cho mọi người. Sau đó thì chúng mình sẽ đi xem phim. Ok, trong cái túi này của mình có khá là nhiều đồ, thế nên là mình sẽ làm haul từ cuối lên đầu, tại vì mình không thể bới từ dưới lên được. Thì cái cửa hàng cuối cùng mà mình vào ấy là người ta bán rất là nhiều kiểu quần áo với cả đĩa nhạc các thứ. Thì mình mua được một cái băng cassette như thế này. Đây, mua cái này tại vì là hôm trước mình đi ở mình thì mình mới mua được một cái máy để nghe băng cassette. Nhưng mình chưa có cái băng nào cả, thế nên là hôm nay mình cũng mua bừa thôi. Mình không biết là artist này là ai, rồi bài hát này nghe như nào, mình không biết gì hết. Thì cái bác chủ trong đấy, bác ấy bảo là ở đây thì không có máy nghe thử, thế nhưng mà có thể đợi bác trai về, xong bác trai sẽ kiểu recommend các thứ, gợi ý cho ấy. Nhưng mà lúc bác ấy chưa về, thế nên là mình bảo là thôi cứ mua cái này. Xong rồi mình đi ra cửa thì gặp bác trai về, xong bác ấy bảo mình là cái đĩa này hay lắm, thế nên là mình cũng hy vọng là nó sẽ hay. Lùi lại một cái nữa thì là mình vào một cái cửa hàng tên là iCrush. Trong này thì người ta bán vòng cổ, kiểu mình đi qua mình nhìn thấy poster của người ta có một cái vòng ngọc trai khá là xinh, thế nên là mình đã vào để mua cái đấy. Thế nhưng mà xong rồi mình lại gặp những cái khác, thế nên là mình lại mua thêm một cái khác nữa. Mình là một người không bao giờ đeo vòng cổ, không bao giờ đeo dây chuyền kiểu vòng tay các thứ, bởi vì là mình thấy mình đeo vào trông nó cứ xến xến ấy. Nhưng mà mình thấy cái này trông cũng ok, kiểu cái chiều dài của nó vừa phải ấy. Nó khá là kiểu choker. Đây, để cho mọi người xem. Nó kiểu như vậy. Nếu như mà nó dài nữa thì trông nó sẽ bị xến, nhưng mà tại vì cái độ dài của nó khá là vừa với cổ của mình, thế nên là mình thấy nó cũng ok. Mặc dù đeo vào một cái nữa thấy hơi xến ra, nhưng mình thấy kiểu cũng khá xinh ha. Mình không biết nữa, mọi người hãy comment ở dưới cho mình biết là mình mua cái này có đúng đắn hay không. Tiếp theo nữa là một cái vòng này, mình thấy là nó mảnh hơn, nó an toàn hơn, thế nó cũng rất hợp với cả cái bộ quần áo của mình ngày hôm nay nữa. Mình nghĩ nếu mà layer như này nhìn cũng ok ha. Mà tôi chuyển nó như vậy. Xong rồi, tại vì mình mua nhiều, người ta tặng thêm cho mình một cái vòng cổ nữa. Thế nhưng mà tại vì là đồ tặng mà, thế nên là trông nó không hợp gu mình lắm. Nó trông như này mọi người ạ, trông như cô Minh Hằng ấy. Cô Minh Hiếu, nó còn có cả một cái ổ khóa to đùng ở đây nữa, không hiểu để làm gì. Tiếp theo nữa là chiếc kem tay đắt đỏ này. Tại vì dạo này mình thấy là khi mình chụp sản phẩm hay là mình cầm cái gì ở trên tay ấy, trong tay của mình nó rất là khô và rất là nhăn. Thế nên là mình không thể chịu được, mình phải đầu tư để dưỡng tay của mình cho nó mướt. Tại vì dấu hiệu của tuổi già không chỉ nhìn thấy trên mặt mà nhìn thấy ở cả tay và cổ nữa. Thế nên là mọi người phải dưỡng tay, dưỡng cổ. Cuối cùng thì là đồ của Muji. Mình mua được một cái bộ ngủ như thế này. Tại vì mình hay quay ở nhà các thứ ấy, thì mình cũng muốn là có nhiều bộ ngủ khác nhau. Tiếp theo nữa là mình mua cái túi này. Đây là cái túi để đựng đồ ăn trưa ấy mọi người. Và mình mua một cái hộp này, đây là hộp canh, kiểu nó rất là chắc luôn ý. Còn hộp mà để cơm và những cái đồ khô ấy thì mình đã có rồi. Và cái bộ dĩa thì dao này nữa cũng là của Muji luôn. Đấy, để vừa trong này đang đi học. Mình quyết tâm là mình sẽ ăn uống đầy đủ mọi người. Mình sẽ chuẩn bị đồ ăn, mình sẽ mang đi học. Tiếp theo là một cái áo lót kiểu cốt tông mềm mềm của Muji. Mình nghĩ là mặc lên sẽ rất thoải mái và sẽ kiểu rất là ôm người ấy. Và cuối cùng là hai cái bút. Một cái bút highlight và một cái bút, cái bút bi màu nâu này. Mình vẽ thử, viết thử ở đấy ấy. Cái mực nó ra đều mà đẹp như kiểu là một cái bút kẻ mắt luôn ấy mọi người. Màu nâu y hệt bút kẻ mắt của mình luôn, nhưng mà để viết lên giấy. Nên mình nghĩ rất là đẹp để viết lên giấy, thế nên mình đã mua cái này. Ok, thế là toàn bộ đồ mình mua ngày hôm nay rồi. Còn 25 phút nữa là đến cái suất chiếu phim mà mình mua.
mình đi xem bác sĩ Trang mọi người ạ, Doctor Strange. Tại vì mình thấy là mọi người, tất cả mọi người đều đi xem cái đấy, thế nên là mình cũng đi xem. À, cái giờ chiếu nó cũng hợp lý với ngày hôm nay của mình. Chưa bình thường mấy cái phim kiểu như thế không phải là gu của mình lắm. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm đi xem phim một mình mọi người ạ. Và tối nên đi ăn một mình nữa. Mình không phải là một người quá là ngại khi mà mình phải làm một cái việc gì đấy một mình. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ kiểu ví dụ đi ra nhà hàng sang trọng để ngồi ăn một mình, hoặc là đi dạp chiếu phim để xem phim một mình. Tại vì những cái đấy thứ nhất là nó tốn tiền, và thứ hai là kiểu bình thường chúng mình làm cái đấy để mình phát triển một mối quan hệ với một ai đó, ví dụ như kiểu là người yêu, bạn bè các thứ, đi ra ngoài gặp nhau mới làm những cái đấy. Thế nhưng mà mình nghĩ là mối quan hệ của mình với chính bản thân mình cũng rất quan trọng, mà cũng rất cần được vun đắp, đúng không? Kiểu như là nếu mà mình cảm thấy thật sự vui và thật sự hạnh phúc khi ở riêng một mình sẽ là một cá nhân hạnh phúc, và như thế thì khi mà mình gặp ai đó, mình đi chơi với người nào đó, hoặc là mình gặp mình yêu một người nào đó, mình cũng sẽ mang cái sự hạnh phúc đến cho người ta, chứ mình không kiểu như là hôm nay tôi muốn đi chơi thật vui, thế nên là kiểu bạn phải đi với tôi, hay là kiểu bạn phải làm cho tôi vui ấy, kiểu thế. Một mình cũng đã vui rồi, mà có thêm người khác thì sẽ vui hơn nữa. Tôi không biết tôi đang nói cái gì nữa. Đi xem phim thôi. Hello mọi người, mình xem phim xong rồi này. Phim hay dã man luôn, nhưng mà nó kiểu mình không biết nó kiểu thể loại gì ấy, vừa siêu anh hùng, vừa zombie, vừa ma quỷ, vừa jump scare. Nhưng mà phim rất là hay, phim rất là vui. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi ăn tối nhé. Mình cũng không đặt bàn trước, thế nên là không biết có bàn để ăn không, nhưng mà mình cứ đi đến đấy thôi. Sau đó mình sẽ hỏi người ta. Trong một cái nhà hàng Africa, và tại vì mình chưa bao giờ ăn đồ ăn Africa cả, thế nên là mình rất muốn thử một lần. Thế nhưng mà có một vấn đề vừa mới nhận ra, đấy là kiểu bình thường nhá, ở bên nước này kiểu như là mọi người đấy, có một vấn đề là ở các nhà hàng châu Á thì người ta vẫn sẽ chuẩn bị giao dĩa cho người Đức nếu như mà người ta không ăn đũa, đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì mình đi vào tất cả mọi người đều ăn bốc mọi người ạ. Thế nên là mình vừa phải đi rửa tay để chuẩn bị cho cái trải nghiệm sắp tới của mình. Và có một vấn đề nữa, đấy là mọi người đều ăn một cái mâm đồ ăn rất là to, nó kiểu tròn như này, và mọi người sẽ ngồi xung quanh cái mâm đồ ăn đấy để ăn quây quần ăn với nhau rất là vui. Thế nên là mình cảm thấy hơi hối hận về cái quyết định của mình khi mà mình đến đây ăn vào cái ngày hôm nay, khi mà mình đi một mình. Tại vì kiểu bây giờ sẽ là một mình ngồi quây quần quanh cái mâm đồ ăn này và ăn ấy. Cheers. Đây là cái đĩa đồ ăn mà mình nói tới, nó có khoai tây, cà rốt, kiểu curry này. Cái chị đấy, chị vừa bảo mình là lấy cái bánh mì này làm kiểu gần như là nó sẽ là rau dĩa ấy, xong mình lấy cái bánh mì này mình grab tất cả mọi thứ để mình ăn. Ok, bắt đầu thôi. Ăn một mình mọi người, không hề có một bóng người nào xung quanh luôn. Ở dưới cái hầm này thì cũng hơi sợ. Hay là một mình quá đi. Đến người ngồi ăn xung quanh cũng không có nữa. Mình vừa mới thanh toán xong. Lúc mà thanh toán xong ấy thì người ta còn tặng mình một cái shot đồ uống. Và nó kiểu nó rất là ngon ấy, nó không nặng đâu, nó rất là ngon. Không biết con lái xe được mình, lái xe đạp được mình. Cái xe của mình về cái trải nghiệm đi ăn một mình đấy chính là
điểm trừ nhá, là mình sẽ phải ngồi vào những cái chỗ mà nó không được kiểu theo ý mình lắm, bởi vì mình có một mình thôi, nên là những cái bàn hai người, bàn ba người, bốn người, bàn to, bàn đẹp thì mình không được ngồi đấy. Xong rồi người ta sẽ cho mình vào ngồi một cái góc nào đấy, mình chấp nhận. À, điểm trừ thứ hai đấy là khi mà mình đi vệ sinh, rửa tay các thứ, không có ai trông đồ giúp, thì mình phải mang hết tất cả đồ của mình lích đi vào trong đấy, hoặc là mình phải nhờ người khác trông đồ giúp mình. Đấy là hai điểm trừ duy nhất. Còn đâu thì đi ăn rất là vui, những cái kiểu anh chị phục vụ bàn ấy thấy mình đi một mình xong rồi kiểu không biết, kiểu rất là dai dăn hỏi chuyện mình, để nói chuyện với mình cho mình đỡ chán chắc thế. Hỏi cái này hỏi cái kia, và đi về còn được tặng rượu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi về. Mình không mang đèn xe đạp mọi người ạ, bây giờ trời khá là tối rồi, thế nên là chắc mình phải vừa đi vừa dắt về đến Hauptbahnhof để quay trở lại Darmstadt, tại vì buổi tối ở Đức ấy mà xe đạp không có đèn mà đi sẽ bị bắt, thế nên là mình sẽ vừa đi vừa dắt. Ok, đi thôi. Hello mọi người, mình đã về nhà rồi đây, mình vừa mới gội đầu xong. Và việc cuối cùng mình làm cho ngày hôm nay sẽ là đắp mặt, xong rồi đi ra ngoài kia xem phim, xong rồi đi ngủ thôi. Bây giờ cũng đã là 10 giờ tối rồi. Hôm nay thì mình đã có một ngày rất là vui, và mình hy vọng là mọi người cũng cảm thấy vui khi xem video này. Con mèo lại làm đổ thế này. Kiểu tự đi chơi một mình xong rồi khám phá ra những cái địa điểm mới, nhà hàng mới mà chỉ có một mình biết, thì mình thấy cũng rất là hay. Kiểu chúng mình dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh người khác, để đi chơi với mọi người, nói những câu chuyện của mọi người, thì thỉnh thoảng mình cũng nên dành thời gian cho bản thân mình. Bởi vì là nếu như mình hạnh phúc khi ở một mình thì mình sẽ có thể mang cái sự hạnh phúc đấy đến cho người khác khi mà mình ở cùng với người khác. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Và không biết là trên có icon hình mặt nạ không nhỉ? Không có. Ok, thế thì tuần này chúng mình sẽ để cái icon thư giãn ở đấy nhé, cho những bạn nào sẽ đến tận đoạn cuối này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và mình rất là thích đọc comment của mọi người, thế nên là hãy comment cho mình nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye.